Xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với các kiến thức của vật lý lớp 6. Các em thân mến, khi đun nước, tại sao chúng ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Khi quả bóng bàn bị bẹp, làm thế nào cho nó phồng lên? Để trả lời được hai câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài ngày hôm nay. Sự lở vì nhiệt của chất lỏng, chất khí. Ta nghiên cứu phần 1 La Mã. Sự lở vì nhiệt của chất lỏng. Thí nghiệm trả lời câu hỏi. Đổ đầy nước màu vào một bình cầu. Nút chặt bằng nút cao su cắm xuyên qua một ống thủy tinh. Khi đó, nước màu sẽ dâng lên ở trong ống và người ta sẽ lần lượt để bình cầu vào trong nước nóng và nước lạnh. Các em chú ý quan sát cái mực nước ban đầu. Khi đưa vào, nhúng vào trong nước nóng thì mực nước ở ống thủy tinh có hiện tượng như thế nào? Các em quan sát kỹ và trả lời cho cô các câu hỏi. Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích. Chúng ta thấy là khi đặt bình cầu vào trong nước nóng thì mực nước trong ống thủy tinh dâng lên, chứng tỏ rằng nước đã nóng lên và nở ra. Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh? Hãy giải thích. Nếu đặt bình cầu vào nước lạnh thì mực nước trong ống thủy tinh sẽ hạ xuống vì nước lạnh đi và co lại. Em hãy quan sát hình 19.3. Đây là thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau. Sau khi quan sát, các em hãy rút ra nhận xét. Ở đây có 3 bình cầu giống hệt nhau. Trong 3 bình cầu này đựng 3 loại chất lỏng, đó là rượu, dầu và nước. Bây giờ chúng ta sẽ cho đồng thời cả 3 bình này vào trong nước nóng. Quan sát mực chất lỏng dâng lên ở các ống thủy tinh. Chúng ta thấy ở bình rượu thì mực rượu ở trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, rồi đến bình dầu và cuối cùng là ở nước. Như vậy chúng ta rút ra nhận xét các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Dựa vào các cái thí nghiệm và phần trả lời ở trên, chúng ta điền từ vào kết luận. Chọn các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống. Ở trong khung có các từ sau: tăng, giảm, giống nhau, không giống nhau. Thể tích nước trong bình sẽ như thế nào khi nóng lên và khi lạnh đi? Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt như thế nào? Chúng ta chọn từ thích hợp. Thể tích nước trong bình sẽ tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt, không giống nhau.
Đấy chính là sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Áp dụng các kiến thức này, chúng ta quay trở lại câu hỏi ở phần đầu bài. Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Nếu như chúng ta đổ nước thật đầy ấm, thì khi đun nước, nước nóng lên sẽ nở ra và nước sẽ bị tràn ra ngoài. Chính vì thế cho nên khi đun nước, các em nhớ là không nên đổ nước thật đầy ấm. Tại sao người ta đóng chai nước ngọt? Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy. À, người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy để tránh cái trường hợp nắp bật ra khi chất lỏng đựng trong chai lở vì nhiệt. Các em đã biết là cái thời tiết của chúng ta, thời tiết thì có mùa rét và mùa nóng. Vậy thì nếu như đóng chai nước thật đầy vào cái mùa nóng, nước ở trong chai sẽ nở ra và sẽ làm cho lớp bật ra. Vì thế cho nên người ta sẽ không đóng chai nước thật đầy. Em quan sát tiếp cho cô. Trong thí nghiệm mô tả hình 19.1, nếu như ta cắm hai ống thủy tinh có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao? Chúng ta cùng quan sát. Sau khi chúng ta quan sát xong thí nghiệm, các em sẽ suy nghĩ và tự trả lời câu C7. Coi như bài tập chúng ta phải làm sau khi nghiên cứu xong bài học. Ta nghiên cứu tiếp phần 25 mã, sự nở vì nhiệt của chất khí. Thí nghiệm và trả lời câu hỏi. Cắm một ống thủy tinh nhỏ xuyên qua nút cao su của một bình cầu. Nhúng một đầu ống vào cốc nước màu, dùng ngón tay bịt chặt đầu còn lại, rồi rút ống ra khỏi cốc sao cho còn một giọt nước màu ở trong ống. Sát hai tay vào nhau cho thật nóng rồi áp chặt vào bình cầu. Quan sát hiện tượng xảy ra với giọt nước. Chúng ta quan sát. Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh khi bàn tay áp vào bình cầu? Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình thay đổi như thế nào? Chúng ta thấy là giọt nước màu đi lên, chứng tỏ thể tích không khí trong bình tăng, không khí nở ra. Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? Giọt nước màu sẽ đi xuống, chứng tỏ thể tích không khí trong bình giảm, không khí đã co lại. Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình? Khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình thì không khí trong bình sẽ nóng lên và lở ra. Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm khi ta thôi không áp tay vào bình cầu? Ta không áp tay vào bình cầu nữa thì không khí trong bình sẽ lạnh đi và co lại. Các em hãy đọc bảng 20.1 ghi độ tăng thể tích của 1.000 cm khối, hay chính là 1 lít, một số chất khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50 độ C khi ở cùng một áp suất và rút ra nhận xét.
Ở trong bảng này gồm có chất khí, chất lỏng và chất rắn. Em quan sát đối với chất khí là không khí, hơi nước và oxy. Thì thể tích của chúng tăng lên cùng là 183 cm3. Đối với chất lỏng thì gồm có rượu, dầu hỏa và thủy ngân. Chất rắn gồm có nhôm, đồng và sắt. Vậy nhìn vào bảng này, các em thấy các chất khí khác nhau. Nở vì nhiệt như thế nào? Còn các chất lỏng và chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt như thế nào? Và trong ba cái chất này thì chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? Chất nào nở vì nhiệt ít nhất? Chúng ta thấy các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau. Các chất lỏng, chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất. Chất rắn nở vì nhiệt ít nhất. Dựa vào các kiến thức trên, các em hãy chọn từ thích hợp ở trong khung và điền vào chỗ trống cho cô giáo. Thể tích khí trong bình như thế nào khi khí nóng lên? Thể tích khí trong bình sẽ tăng khi nóng lên. Thể tích khí trong bình giảm khi khí lạnh đi. Chất rắn nở ra vì nhiệt ít nhất. Chất khí nở ra vì nhiệt nhiều nhất. Vận dụng kiến thức vừa học, chúng ta trả lời câu hỏi phần mở bài. Khi quả bóng bàn bị bẹp, làm thế nào cho nó phồng lên? Muốn quả bóng bàn bị bẹp phồng lên thì cái thể tích khí ở trong bình phải tăng thêm. Mà muốn cho thể tích khí ở trong bình tăng lên thì chúng ta phải làm cho chúng nóng lên. Vậy, khi quả bóng bàn bị bẹp, ta nhúng vào nước nóng, không khí trong quả bóng sẽ nóng lên, nở ra, làm cho quả bóng phồng lên. Áp dụng bài học, các em sẽ làm bài tập cho cô. Bài 1. Tại sao khi đun nóng thì khối lượng riêng của chất lỏng lại giảm? Để trả lời được bài tập này, các em cần phải xem lại bài khối lượng riêng, trọng lượng riêng. Bài tập 2. Giải thích tại sao cục nước đá lại nổi khi cho vào trong nước. Bài tập 3. Tại sao khi để xe đạp ngoài nắng nóng thì dễ làm lốp xe bị xẹp hoặc bị nổ? Như vậy, cô giáo đã giới thiệu với các em xong về sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí. Chúng ta thấy tất cả các chất, cả chất rắn, chất lỏng và chất khí, khi nóng lên đều nở ra và lạnh đi thì đều co lại. Và trong ba chất đó, chất khí nở ra và co lại vì nhiệt là nhiều nhất. Rồi đến chất lỏng và cuối cùng là chất rắn. Ở nhà, các em sẽ học kỹ bài cho cô, đọc phần có thể em chưa biết. Làm cho cô bài tập 1, 2, 3. Câu C7 ở mục 1, câu C8 ở mục 2.
chuẩn bị trước cho cô bài 21-22. Và để chuẩn bị trước bài 21 bài 22, các em đọc trước cho cô phần mở bài và đọc phần thí nghiệm. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.